khuyến cáo đường dây nóng bảo hộ công dân Việt Nam tại Nga. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo với công dân Việt Nam tại Nga liên hệ ngay với đại sứ quán qua đường dây nóng bảo hộ công dân cộng 79 160 6 821 617 hoặc tổng đài bảo hộ công dân tại Việt Nam số cộng 8 498 184 8484 để được hướng dẫn hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp sự cố về an ninh trật tự, nguy cơ mất an toàn tính mạng. Do tình hình an ninh tại một số tỉnh vùng của Nga có một số diễn biến bất ổn và có thể lan sang khu vực khác. Ngày 24 tháng 6 năm 2023, chính quyền thủ đô Moscow, tỉnh Moscow và tỉnh Voronezh đã áp dụng các biện pháp chống khủng bố, hạn chế các hoạt động đông người, siết chặt kiểm soát xe cộ, người đi đường, kiểm tra giấy tờ tùy thân. Đại sứ quán khuyến cáo các công dân Việt Nam tại Nga không đến tỉnh Rostov, tỉnh Voronezh và các tỉnh thành khác dọc biên giới phía Tây và Tây Nam nước Nga, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, khuyến cáo của chính quyền sở tại, hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Khi đi ra ngoài, nhất thiết phải mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh cư trú hợp pháp tại Nga, không đến gần các khu vực quân sự, kho xăng dầu và các địa điểm khác được quy định hạn chế tiếp cận, không trao đổi, bình phẩm về tình hình hiện nay trên điện thoại di động và mạng xã hội, giữ liên lạc thường xuyên với các hội đoàn người Việt ở địa phương.